Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Lưu Thủy Điều Điều của tác giả Tiêu Lâu. Tập 56. Chương 551, Cố Nhân Mãi Xa, 13. Nhưng ta vẫn nhớ mãi Tuyết Nương mà hắn đã kể. Nhiều năm sau, theo lệnh của hắn, ta đến phủ Nam An để làm việc và đã một lần lén lút đến Nguyệt Hoa Lâu. Tuyết Nương ngày xưa nổi tiếng một thời đã bỏ nghề, không biết đã đi đâu. Khi ta tìm hiểu về Tuyết Nương, người trong Nguyệt Hoa Lâu vẫn còn mơ hồ nhớ về. Họ kể rằng, ngày xưa Tuyết Nương tuyệt sắc khuynh thành, thi ca phú từ không gì sánh bằng, nhưng trong một mùa xuân nọ, nàng đã thi bại trước một thiếu niên xa lạ và cuối cùng tự mình dẫn thiếu niên ấy vào Noãn Các. Và thiếu niên đầy tài nghệ ấy, người nào cũng nhớ, vì hắn có nụ cười tuấn mỹ không ai sánh được. Ta biết mình sắp không qua khỏi, hoàn quân này đáng ghét, lưỡi gươm của ta cũng đã bị cuốn lên, nhưng chúng vẫn không ngừng tấn công như lũ châu chấu. Ta cảm nhận được máu trong cơ thể đang dần bị rút hết, toàn thân tê liệt đến mức không còn nhận thức, ta chỉ còn có thể vô thức vung vẩy thanh loan đao trong tay mình. Chiếc đao này, hắn tặng cho ta sau trận đánh tại núi Kỳ Lân, nghe đâu được đại sư Trường Giã Tử của tiền triều chế tạo. Dù đao có tốt đến đâu, đã hút quá nhiều máu của kẻ thù, lưỡi đao cũng có lúc bị xước. Giống như ta, đã theo hắn suốt bao năm nhiều, trải qua biết bao sóng gió, cuối cùng cũng đến ngày phải từ biệt hắn. Lần này liệu có phải thật sự muốn rời bỏ hắn không? Trong trận chiến trước tại núi Kỳ Lân, hắn bị trúng tên độc và ngất đi, ta cũng nghĩ rằng hắn sẽ không qua khỏi. Đồng Mẫn, Hứa Tuyền cùng với nhiều huynh đệ khác, họ đã giết biết bao nhiêu tên giặc mà vẫn không sợ hãi, nhưng khi thấy khuôn mặt hôn mê đang tái xanh của hắn thì tất cả đều không ngừng rơi nước mắt. Ta không khóc, nhưng ta không thể để hắn chỉ như vậy mà rời xa bọn ta. Suốt mười mấy năm qua, ta chưa từng rời xa hắn, cũng chưa từng phản đối mệnh lệnh của hắn. Đôi khi, ta cảm thấy mình như là bóng dáng của hắn, nếu chủ nhân mất đi, e rằng bóng dáng kia cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Đồng Mẫn và bọn họ không dám xuống tay, ta liền trục xuất họ ra ngoài, dùng thanh bảo kiếm của hắn để cắt bỏ phần thịt hoại tử trên chân hắn. Dưới lưỡi ta có bọt máu, nhưng ta không thể do dự, bởi khuôn mặt của hắn ngày càng tái mét, ta không thể để hắn chết được. Khi thấy máu từ vết thương của hắn dần trở nên đỏ thẫm, toàn thân ta cũng bắt đầu tê liệt, giống như tình trạng tê liệt hiện tại của ta. Nhưng khi đó, ta lại rất phấn khích, không giống như bây giờ, chỉ còn lại sự ân hận. Ta không hiểu tại sao khi mạng sống đang treo trên sợi tóc như thế, ta lại nhớ đến những chuyện xa xôi này. Có lẽ là bởi vì suốt nhiều năm qua, ta hiếm khi rời xa hắn, và lần này được cử đi Hà Tây, coi như đây là lần xa cách hắn lâu nhất. Nhưng chính trong lần này, ta đã không hoàn thành nhiệm vụ mà hắn giao, ta không thể giữ vững được Hà Tây. Lão đại, ta rất muốn gọi hắn. Như thế một lần nữa, kể từ khi hắn được phong tước và bái làm quan vương, các huynh đệ đã không còn gọi hắn như vậy nữa. Nhưng sau những năm tháng sống chung, ta biết, trong lòng mọi người thực sự vẫn muốn gọi hắn là lão đại. Mũi tên của hoàn quân nhắm vào bọn ta, thân hình của ta bắt đầu dao động, mũi tên sắc bén phóng tới, trong nháy mắt đã xuyên thấu qua cơ thể ta. Nhưng chỉ trong giây lát, ta dường như nghe được tiếng nói của hắn, lão đại, là hắn đã đến sao? Ta thật sự không có tiền đồ, lại phải chết ngay trước mặt hắn như thế này. Chỉ mong rằng, hình ảnh ta khi chết sẽ không quá đáng xấu hổ. Hoa chiều năm thứ tư, ngày 27 tháng 4, tại phủ Hà Tây. Cuộc chiến Thừa Cương đã qua đúng 20 năm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong 20 năm này, Hoa Triều đã thay đổi 3 vị hoàng đế. Ngoại trừ những người từng mất mát người thân trong trận chiến Hà Tây, dân chúng của phủ Hà Tây cũng dần dần quên đi trận chiến đẫm máu tử thương mấy vạn người kia. Nhưng vào sáng sớm hôm nay, tiếng vó ngựa vang vọng trên đường phố đã đánh thức nhiều người, họ vội vã khoác áo và bước ra khỏi giường. Không lâu sau, thông tin trong thành đã lan truyền, tiểu vương gia Bùi Tuân của vương phủ Trung Hiếu đã đến Hà Tây. Tại dã Lang Cốc, dâng hương tỏ lòng thành kính đối với các tướng sĩ và dân chúng đã hy sinh trong trận chiến năm xưa. 20 năm trước, thành đế qua đời trong mưu đồ của Trang Vương và Vệ Chiêu, Minh đế đăng cơ. 12 năm sau, Minh đế bệnh qua đời, con trai út của Minh đế, chỉ mới 9 tuổi, là Hiến đế, đăng cơ nhưng chỉ 3 năm sau lại mất vì bệnh đậu mùa. Sau khi Minh đế qua đời không để lại con thừa tự, Tĩnh Vương bị giáng chức làm Hải Thành Hầu và rồi chết trong tuyệt vọng, để lại 2 con trai và 1 con gái. Sau khi thương lượng với Đổng Thái Hậu và Nội Các,
Cuối cùng họ quyết định đón nhận ấu tử của Tĩnh Vương và Tần Phi là Tạ Diễn, hiện nay là An Đế. Chương 552, Cố Nhân Mãi Xa, 14. Khi An Đế mới đăng cơ, chỉ mới 7 tuổi, đã phong mẫu thân của Minh Đế là Đổng Hoàng Hậu với tước hiệu Hiếu Nhân Hoàng Thái Hậu, còn mẫu thân Tần Thị được phong là Ý Nhân Hoàng Thái Hậu. Thời điểm đó, Đổng Đại Học Sĩ, người đứng đầu nội các, đã già yếu và An Đế vẫn còn nhỏ tuổi, nên Thái Hậu chỉ có thể phái Trung Hiếu Vương đứng đầu nội các, được giao quyền xử lý mọi việc lớn nhỏ của quốc gia. Bùi Diễm làm việc hết mình, hỗ trợ An Đế trong suốt 4 năm, không những thận trọng trong công việc mà còn lâm nguy bất loạn, đã dập tắt nhiều cuộc âm mưu và đảo chính. Sau 2 năm, Túc Hải Vương, Khương Giao cùng Khánh Uy Hầu, Khương Viễn âm mưu phản loạn, khởi sự biến cung. Bùi Diễm dẫn quân bảo vệ Hoàng Cung, bảo vệ An Đế và Thái Hậu, đã tiêu diệt huynh đệ nhà họ Khương ngay trước cửa Càn Thành. Ngoại trừ công chúa Tĩnh Thục và các con cháu của bà, tất cả mọi người trong gia tộc Khương đều bị trừng tru diệt. 3 năm tiếp theo, Hà Thái Phi hạ độc vào canh sâm của An Đế, đồng thời Tuyên Viễn Hầu Hà Trấn Văn lén lút đột nhập vào Hoàng Cung, có ý định ám sát An Đế. Trung Hiếu Vương Bùi Diễm dùng thân mình chắn gươm, cứu Ấu Đế một mạng, đồng thời tiêu diệt Hà Trấn Văn. Hà Thái Phi kinh sợ tội, đã tự uống thuốc độc. Sau sự việc, qua điều tra phát hiện huynh muội nhà Hà do Ngọc Gian Vương và thân mẫu của mình là Thẩm Phi sai khiến. Thái Hậu phẫn nộ, hạ chỉ thu hồi phong hào của Ngọc Gian Vương. Ngọc Gian Vương bị áp giải về kinh thành, bị giam trong hoàng lăng, vài tháng sau tự sát bằng giải lụa trắng. Trải qua nhiều cuộc biến cố tại hoàng cung, bão táp nổi lên, may mắn có trụ cột của triều đại, Trung Hiếu Vương Bùi Diễm, đứng vững trước sóng gió, mới có thể làm cho quốc vận ổn định. Phía Bắc, có Trấn Bắc Hầu Ninh Kiếm Du lực lượng bảo vệ biên cương, khiến hoàn quân Đế suốt đời không dám phát binh xuống phía Nam. Để tôn vinh công đức của Trung Hiếu Vương Bùi Diễm, qua 4 năm tiếp theo, An Đế ban chỉ phong cho Bùi Diễm làm tướng quốc, tổng quản các bộ ngành, được phép mang kiếm lên điện, không cần quỳ gối và đồng thời đặc cử có 9 đặc quyền. Bùi Diễm rất sợ hãi, kiên quyết từ chối, cũng muốn từ ấn quan ra đi. An Đế khóc ngã tại Hoàng Thái Điện, đau khổ gọi tướng phụ, toàn bộ quan lại cũng theo đó khóc lớn, Bùi Diễm bất đắc dĩ, cuối cùng phải nhận lệnh của vua. Từ đó, danh tiếng của Trung Hiếu Vương Bùi Diễm đạt đến đỉnh cao, kiểm soát toàn bộ triều chính. Dân chúng Hoa Triều, nhiều người biết đến An Đế, nhưng ít ai biết đến Trung Hiếu Vương Bùi Diễm. Nghe tin Trung Hiếu Vương sai nhi tử đến đây để tiến cúng cho các tướng sĩ và dân chúng bị nạn 20 năm trước, Bách Tín ở phủ Hà Tây đổ về thành Đông Đúc. Những người lớn tuổi nhớ lại trận chiến đẫm máu khi hoàn quân tàn sát thành năm xưa, liền thổn thức không thôi. Mới lúc sáng sớm, Dã Lang Cốc đã đầy áp người đến để tiến cúng. Theo tiếng rên rỉ của lão già trăm tuổi và tiếng trống vang vọng, từ phía đông, một nhóm thiếu niên mặc áo trắng, đeo giải hiếu, thúc ngựa đến. Đứng đầu là một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi, đầu đội ngọc quan, thân hình cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, thần sắc mang theo một chút sự nghiêm túc và trang trọng không phù hợp với tuổi tác. Phía sau hắn là vài thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi, tất cả đều với vẻ oai hùng, khiến người dân phủ Hà Tây phải chớp mắt. Khi thấy lão già trăm tuổi tiến lên, thiếu niên đội ngọc quan nhanh chóng xuống ngựa đỡ lấy, nói, đã làm phiền mọi người, Bùi Tuân quá phận rồi. Người dân ở phủ Hà Tây, có không ít người từng gặp tiểu vương gia Bùi Tuân. Hà Tây, Hàn Châu, Tinh Châu, ba địa phương này 30 năm trước được phong cho Trung Hiếu Vương làm đất hầu, Bùi Diễm đã nhiều lần tuần tra các phong địa, tiểu vương gia Bùi Tuân cũng thường xuyên đi theo. Lúc này, những người chưa từng gặp Bùi Tuân đều thầm khen trong lòng, quả thật là tiểu vương gia của vương phủ Trung Hiếu, phong thái không kém gì. Bùi Diễm hồi đó, người được mệnh danh là Kiếm Đỉnh Hầu Kiếm Kình Thiên. Bùi Tuân theo nghi lễ tế tự, sau đó thay cho phụ vương ban lệnh miễn thu thuế 3 năm ở Hà Tây, tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong chiến dịch Hà Tây hồi đó và an bài thỏa đáng cho họ. Mọi người tiễn Bùi Tuân rời đi, nhưng hắn lại không quay về thành, mà dẫn theo một nhóm thiếu niên cưỡi ngựa về phía nam. Đi qua 10 dặm đường, vượt qua cầu Trấn Ba, lại đi thêm nửa dặm về phía tây, có một ngôi mộ. Nhóm thiếu niên khuôn mặt nghiêm nghị, vẻ mặt đầy bi thương, cùng nhau xuống ngựa để cùng bái. Bùi Tuân nhìn vào bia mộ, thở dài nhẹ nhàng, quỳ gối trước mộ, sau đó nhận ly rượu từ người hầu và từ từ rót xuống. Các bạn đang nghe chuyện Lưu Thủy Điều Điều của tác giả Tiêu Lâu tại thư viện sách nói miễn phí.
truyệnđọcviệt.com. Chương 553, Cố nhân mãi xa, 15. An bá bá, năm nay phụ vương không thể đến Hà Tây. Chén rượu này là loại rượu mà người yêu thích nhất từ Trường Phong Sơn Trang, Tôn Tử dập đầu bái lạy bá bá. Thiếu niên phía sau hắn cũng từng người một tiến lên rót rượu và dập đầu, một thiếu niên có vẻ hùng hậu nói to, An bá bá, con là Trần Cận. Trước khi đến, phụ thân đã bảo, muốn con dập đầu vài lần cho người, nói rằng người sẽ phù hộ cho con tương lai cưới được một đại mỹ nhân như Đồng Gia vậy. Ninh Tư Minh không nhịn được cười ra tiếng, nhận ra không phải lúc, liền nuốt lại. Thấy Bùi Tuân cũng đang cố kìm nén, Ninh Tư Minh đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của Trần Cận, tiểu tử thúi, còn nhỏ mà đã suy nghĩ đến việc theo đuổi mỹ nhân à. Trần Cận tức giận đáp lại, tiểu Ninh Tư, ta đã nói bao nhiêu lần với ngươi rồi, đừng đánh đầu ta. Phụ thân ta từ trước tới giờ chỉ vỗ mông ta, chứ không đánh vào đầu. Đồng Tu nhanh chóng lao tới can ngăn, thôi, đừng cãi nhau nữa, mau cùng bọn ta khấu đầu cho An bá bá đi. Về phía Hà Tây còn có nhiệm vụ đợi bọn ta. Nhóm thiếu niên tuần tự khấu đầu trước mộ, sau đó đỡ Bùi Tuân lên ngựa và thúc nhanh về hướng Hà Tây. Khi đến trấn Ba Kiều, Bùi Tuân nhớ lại những câu chuyện xưa mà phụ vương đã kể và một lần nữa xuống ngựa. Hắn chậm rãi bước lên trấn Ba Kiều, ngắm nhìn dải sóng bạc, ngắm nhìn ngàn mẫu đất màu mỡ ở phía nam. Bắc Hà Tây, nhẹ nhàng vỗ vào lan can đá và thở dài, mây trắng và chó hoang, cuộc đời luôn thay đổi. 20 năm trước, nơi này từng là chiến trường đẫm máu, ngày nay lại là những cánh đồng tốt đẹp. Ninh Tư Minh cũng thở dài, quả thực, năm đó phụ hầu đã từng xuất sắc giữ vững chốn này, vương gia cũng đã từng tại đây biến thất bại thành thắng lợi, đánh đuổi quân phản loạn. Tiếc là bọn ta, thế hệ trẻ, không có duyên được chứng kiến sự oai phong của các bậc tiền bối trong quá khứ. Trần Quyền, Hứa Hòa, Đồng Tu và mọi người đều từng nghe các bậc phụ mẫu và thúc phụ kể về trận chiến năm xưa, im lặng đứng bên cạnh, dấu vết của trận chiến ấy vẫn còn đọng mãi trong tâm trí họ. Trần Quyền thở dài một tiếng, khuôn mặt tràn đầy nỗi tiếc nuối, nói, tại sao bọn hoàn tặc không còn đánh đến nữa? Nếu họ đến nữa, ta sẽ chắc chắn. Nói xong, hắn vén cặp đao phía sau lên, lưỡi đao bạc sáng chói, khiến đám người Ninh Tư Minh phải nhăn mày tránh xa. Trần Quyền càng vung đao càng hăng say, Hứa Hòa cũng không kém phần phấn khích. Cả hai người này từ nhỏ đã đánh nhau tới lớn, đều theo học nghệ thuật đao pháp. Trần An và Hứa Tuyền, hai người phụ thân của họ, trong quá trình dạy võ cho con, cũng không giấu được một chút hăng hái, muốn con mình vượt trội so với đối phương. Suốt 16 năm qua, cả hai đứa trẻ này cũng có những bất phân thắng bại. Chứng kiến Hứa Hòa và Trần Quyền đang chiến đấu càng thêm ác liệt, Ninh Tư Minh nhíu mày, nhận lấy cây giáo dài từ tay người hầu, la một tiếng thật to. Nảy mình bật lên, giáo phải trong tay như rồng bạc nổi giận, mang theo 8 phần chân khí đâm sâu vào trong hình ảnh đao của hai người. Cả ba người đồng loạt lùi về phía sau vài bước. Trần Quyền cúi đầu, phát hiện lưỡi đao bên tay phải bị gãy một mảnh, tức giận chỉ vào Ninh Tư Minh, tiểu Ninh Tử, ngươi lại giúp Hứa Hòa à? Hứa Hòa cũng phất lên cơn giận, phản đáp, ai đã giúp ai? Rõ ràng là kỹ năng của ngươi không sánh nổi. Trần Cận không thể chịu đựng được, chuẩn bị vung đao để tấn công, thì Đồng Tu kéo hắn lại, nói, nhanh, nhìn kìa. Mọi người cùng quay đầu lại, chỉ thấy Bùi Tuân đứng thẳng người, tay chắp sau lưng, đứng trước lan can cây cầu. Ánh mắt hắn đang đọng lại ở một điểm nào đó phía trước. Mọi người đồng loạt tiến tới, chỉ thấy cách đó vài trượng, một người mặc áo trắng đang nằm trên bãi cỏ bên bờ kênh Tây. Một cái nón trúc đã che khuất khuôn mặt người đó. Hắn nằm ngửa, hai tay đặt sau đầu, chân phải thong thả đặt lên đầu gối trái, có vẻ thong thả và tự tại, như đang lắc nhẹ theo một nhịp điệu nhất định. Phía trên đầu hắn, một cái ô lớn được căng ra, cánh ô đã đâm sâu vào lòng đất, che khuất tia nắng mặt trời đã trở nên gay gắt. Dáng vẻ huyền bí của hắn được hiện lên dưới bóng ô, có vẻ như đang mơ hồ. Trần Cận chuẩn bị mở miệng để nói, Ninh Tư Minh lại làm dấu hử. Trần Cận nhìn kỹ, mới phát hiện ra bên cạnh người áo trắng có một giá trúc nhỏ, một cây cần câu bằng trúc đặt trên giá trúc, một dây cước câu đã được thả xuống kênh. Mọi người chưa từng thấy phương pháp câu cá như thế này, đều dừng lại, muốn xem người áo trắng này làm thế nào để nằm trên mặt đất mà vẫn câu được cá. Mặt nước có vài phao lặn xuống, Trần Cận thấy người áo trắng vẫn đang nhàn nhã lắc chân, chuẩn bị la lớn thì Ninh Tư Minh đã kịp che miệng hắn lại. Chương 554, Cố nhân mãi xa,
16. Một lát sau, phao câu cuối cùng cũng chìm xuống nước. Người mặc áo trắng như có linh cảm, đưa chân phải lên và dùng sức đạp xuống trên giá đỡ bằng tre nhỏ. Cần câu nhanh chóng được kéo lên, theo tiếng xào xạc, một con cá lớn mang theo dãi bọt nước, bay về phía dưới tán dù. Người mặc áo trắng vẫn nằm trên bãi cỏ, vươn tay nắm chặt con cá, rồi thổi tiếng còi to vang. Meo, mấy con mèo hoang lớn màu đen từ cánh đồng chạy tới, giọng người mặc áo trắng ngập tràn sự thản nhiên và tự hào, tiểu tử à, bắt đi. Y quăng con cá lớn về phía sau, đám mèo hoang nhanh như chớp lao về phía cá. Chẳng bao lâu, con cá lớn đã bị chúng phân chia sạch sẽ. Sau khi ăn xong, đám mèo hoang vẫn còn không thỏa mãn, đều vây quanh người mặc áo trắng. Y ném dây câu lại vào nước, vươn tay vuốt nhẹ đỉnh đầu một con mèo, bây giờ không có nữa, cả đám đi chơi một lúc, sau đó trở lại nhé. Y lại thổi tiếng còi, đám mèo hoang dường như có thể hiểu, đồng loạt biến mất trên cánh đồng. Trần Đoàn tấm tắc ngạc nhiên, lên tiếng, này, tiểu tử. Bùi Tuân giơ tay phải, lời Trần Quân cũng nuốt trở lại. Người mặc áo trắng không hề phản ứng, vẫn nằm ngủ dưới cái ô, qua một lát lại dẫm lên một con cá và tiếp tục gọi mèo hoang đến chia sẻ bữa ăn. Bùi Tuân nhìn với ánh mắt quan tâm, góc môi dần nở nụ cười. Hắn nhớ đến những ngày thu nắng ấm, phụ vương thường đi câu cá ở núi Phượng Hoàng gần Kinh Đô. Dù câu được bao nhiêu, ông ấy cũng thả cá trở lại vào nước, nhưng nếu câu được nhiều hơn một chút, phụ vương sẽ hiếm hoi mỉm cười và trò chuyện với mình một cách thiếu phô trương hơn. Tiếc thay, phụ vương chỉ dùng giun đào từ vườn Tây làm mồi, không cho phép hạ nhân đem thức ăn ngon để câu, nên mỗi lần số cá câu được cũng không nhiều. Nếu có thể tặng cho phụ vương bộ dụng cụ câu cá kỳ lạ này, liệu có thể khiến ông ấy mỉm cười hạnh phúc hay thậm chí nói vài câu tình cảm với mình không? Bùi Tuân tay phải ra hiệu cho đám thiếu niên trên cầu đợi mình, từ từ bước xuống cầu chấn ba, hướng về phía người mặc áo trắng. Hắn cố ý đặt chân nặng nề khi đi, nhưng người áo trắng tựa hồ không nhận ra, vẫn nằm trên mặt đất, cũng không tháo mũ che trên đầu. Bùi Tuân mỉm cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh người áo trắng, nhìn kỹ giá tre, không khỏi khen ngợi, thật là tài hoa bất phàm. Trên giàn tre có một con trục trượt nhỏ, một đầu dây câu chèn qua trục này. Có lẽ chỉ cần có cá cắn câu, dây câu sẽ trượt xuống, kéo theo trục trượt, làm quạt trên trục quay, người mặc áo trắng sẽ cảm nhận được và có thể bấm cơ chế trên giàn tre, nhấc cần câu lên. Ngay cả khi nằm trên mặt đất và nhắm mắt lại, cũng có thể câu được cá. Bùi Tuân không thể rời mắt khỏi bộ cần câu này, quay về phía người mặc áo trắng, ôm quyền và nói một cách lịch sự, vị huynh đài này, xin phép. Trước khi hắn kịp nói xong, người mặc áo trắng đã quay người lại, quay lưng về phía hắn, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhẹ. Bùi Tuân vẫn mỉm cười, huynh đài, dụng cụ câu cá của huynh thực sự là một tác phẩm tài hoa, không biết xuất phát từ bàn tay của thợ giỏi nào. Xin huynh đài hãy đưa ra mức giá, dù giá có cao đến đâu, tại hạ cũng muốn mua lại. Người mặc áo trắng ngáy càng to hơn. Bùi Tuân cười nhẹ, ngồi xuống trên bãi cỏ bên cạnh hắn, thở dài, tiếc là cá trong kênh Hà Tây này không đủ ngon và béo. Nếu huynh đài không khinh thường, tại hạ biết một nơi tốt để câu cá. Người mặc áo trắng vẫn không phản ứng. Bùi Tuân quay đầu, thấy người ấy có cái nón che đội trên đầu hơi nghiêng, lộ ra một nửa khuôn mặt, nhưng da mặt trông cứng cáp và lạnh lẽo, rõ ràng đang đeo mặt nạ ra người. Bùi Tuân hơi ngỡ ngàng, người áo trắng dường như cảm thấy điều gì, kéo mũ trúc xuống một chút để che đi khuôn mặt. Sau đó vung tay phải lên không trung, sao cả đám muỗi này lại xuất hiện, thực sự làm mất hứng. Bùi Tuân nhẹ nhàng chỉnh lại viền áo, ngồi xuống bên cạnh người áo trắng, rồi cũng bắt chước hắn, nằm trên bãi cỏ, hai tay đặt sau đầu. Ánh mắt của hắn rơi lên khung dù phía trên đầu, phát hiện khung dù này làm từ loại sắt tinh khiết hiếm có, trong lòng có chút ngạc nhiên. Lời nói của hắn vẫn bình thản, thậm chí còn có chút thân thiện, huynh đài quả thực là người biết tận hưởng, tại hạ bội phục. Người áo trắng duỗi lưng, thản nhiên bảo, nếu không có lũ muỗi khó chịu này, ta sẽ cảm thấy thú vị hơn nữa. Bùi Tuân từ nhỏ đã được mọi người yêu mến, ngoại trừ sự sợ hãi đối với vua cha, hắn không coi ai ra gì. Chưa bao giờ hắn bị người khác chỉ trích một cách gián tiếp như vậy, và với tính cách trẻ trung của mình, hắn cảm thấy hơi tức giận. Các bạn đang nghe chuyện Lưu Thủy Điều Điều của tác giả Tiêu Lâu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com.
Chương 555, Cố nhân mãi xa, 17. Hắn càng cảm nhận rõ hơn người áo trắng này không phải là người bình thường, có lẽ là người có lai lịch to lớn và bắt đầu có ý định thăm dò. Hắn lướt mắt nhìn phao câu đang chìm xuống nước, bước chân trái ra nhanh như sao băng, đạp lên cơ quan trước khi người áo trắng kịp phản ứng. Người áo trắng hậu bước một nấc, chưa kịp phản ứng, Bùi Tuân đã vươn tay nắm bắt con cá đang bay tới, cười hạnh phúc, cảm ơn huynh đài. Người áo trắng nhẹ nhàng hừ một tiếng, tháo mũ trúc ra, chống gậy dựng thân hình lên. Y thu gọn ô lớn, kẹp dưới cánh tay, rồi lạnh lùng liếc một cái về phía Bùi Tuân. Bùi Tuân vẫn đang nằm trên mặt đất. Khi bị người áo trắng liếc nhìn, tim hắn đập mạnh, chợt cảm thấy đôi mắt kia còn sáng lóa hơn cả nắng đẹp trên đỉnh đầu mình. Tâm trạng hắn có chút hoảng hốt, người áo trắng đã cúi xuống, nhặt cần câu và giá trúc, chuẩn bị xoay người bước đi. Bùi Tuân vội vã nhảy lên, chắn trước mặt người áo trắng, đặt tay phải lên cánh tay trái của hắn ta, chậm đã, tránh ra. Bùi Tuân mỉm cười, buông tay và bái một cái, huynh đài hiểu lầm, tại hạ chỉ muốn mua dụng cụ câu cá của huynh đài mà thôi, không biết huynh đài có ý đồng tình không? Không bán, người áo trắng lạnh lùng đáp. Mắt Bùi Tuân nheo lại, nếu tại hạ nhất định muốn mua thì sao? Người áo trắng cười khẽ, trong giọng có chút ngạo mạn, cứ thử xem, các hạ có đủ bản lãnh hay không? Bùi Tuân cũng mỉm cười ngạo nghễ, có bản lãnh hay không, huynh đài thử mới biết. Người áo trắng nâng bước chân tiến lên, Bùi Tuân với tay phải nhanh chóng ngăn chặn đường đi của hắn ta. Người áo trắng không có lựa chọn khác, đành phải nhảy về phía sau, rút ô lớn từ dưới cánh tay ra, phát ra tiếng gió vù vù, đổ dồn về phía Bùi Tuân. Bùi Tuân không một chút hoảng hốt, từ tốn di chuyển trong bóng rù. Chỉ qua vài chiêu, hắn ta đã biết rằng người mặc áo trắng này về võ công thì thua xa mình. Trong khoảnh khắc né tránh, hắn ta nắm nhẹ vào vai người áo trắng và bảo, chiêu này của huynh đài có lẽ đã cũ rồi. Người mặc áo trắng đột nhiên mỉm cười, cậu có cái miệng ngọt thế này, chắc chắn sẽ được các thiếu nữ yêu thích. Quá khen, quá khen, Bùi Tuân chống đỡ một đòn từ hắn, rồi cúi người mỉm cười. Người mặc áo trắng giơ tay lên, quay dù lớn một vòng trong không trung, Bùi Tuân vươn tay nắm lấy cánh dù. Người mặc áo trắng lại đột nhiên rút ra từ trong dù một thanh sắt, ngón tay sử dụng lực, thanh sắt như bị thổi phồng, bất ngờ bắn ra một đoạn dài. Bùi Tuân hơi giật mình, nghĩ ngay đây là loại ám khí nguy hiểm, bản năng khiến hắn ta ngửa người để tránh. Người mặc áo trắng lại cười to, tiểu tử, ta không chơi với ngươi nữa. Trong lúc đó, người mặc áo trắng dùng sức đâm thanh sắt vào lòng sông phía tây. Thanh sắt cong thành hình cung, sau đó nhanh chóng bắn lên. Người áo trắng tận dụng lực đẩy này, bay qua bờ sông đối diện. Bùi Tuân nhìn thấy rõ, tức giận đến cực điểm. Thấy người mặc áo trắng chuẩn bị bay qua bờ sông bằng lực của thanh sắt, hắn ta tập trung chân khí đến tột độ, phát lực mạnh mẽ vào mặt đất. Bùn đất bốc lên tràn trời, cũng bay lên không trung và phát sau tới trước, một tay ôm chặt lấy người mặc áo trắng. Chỉ là dòng sông quá rộng, Bùi Tuân ôm lấy người áo trắng sau đó cũng không đủ sức nhảy trở lại bờ, chỉ nghe ầm một tiếng động lớn, cả hai cùng lặn xuống dòng sông. Hai người đang dậy sóng trong nước, toàn thân ướt sũng. Chưa kịp cho người áo trắng giải thoát, Bùi Tuân vung tay phải ra, dùng sức giật mặt nạ ra trên khuôn mặt hắn. Bầu trời và đất đen tối một phần, nhưng cũng sáng lên đến mức khiến người ta hoảng sợ, Bùi Tuân tạm thời không thể động đậy. Thừa cơ hắn đang bất tỉnh, người áo trắng phát ra một tiếng gầm giận, từ trong tay áo bắn ra một đoạn sợi, cuốn vào cây lớn bên bờ. Đợi cho Ninh Tư Minh và mọi người chạy tới, y đã biến mất khỏi tầm mắt. Ninh Tư Minh la mắng đám người Trần Cận, thấy Bùi Tuân vẫn đứng mải mê trong nước, từ từ không lên bờ, hắn cũng nhảy xuống dòng sông, bước chậm rãi đến bên Bùi Tuân, tiểu vương gia, có chuyện gì xảy ra? Bùi Tuân vẫn cầm chặt mặt nạ da kia trong tay phải, ánh mắt mơ hồ. Hắn lẩm nhẩm một câu, Ninh Tư Minh không thể không chú ý lắng nghe. Trong lời nói của hắn, có sự kinh ngạc đến cực điểm, cũng có một chút cảm xúc khó hiểu. Thế gian lại có thiếu, niên như thế này. Tổng cộng đã cử 6 đoàn người và mã tìm kiếm, nhưng chẳng tìm thấy tung tích của người đó, cũng không có bất kỳ dấu vết nào. Có lẽ, hắn đã rời khỏi phủ Hà Tây. Đồng tu trẻ tuổi phản bác một cách tỉ mỉ và rõ ràng. Bùi Tuân mặc đồ bình dân, nhíu mày, vừa nghe vừa bước ra khỏi phủ quận. Sau khi nghe xong, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, tiếp tục tìm, xem xung quanh có địa điểm nào thuận lợi để câu cá,
đừng bỏ sót một chỗ nào. Chương 556, Cố Nhân Mãi Xa, 18. Vừa lên ngựa, Đồng Tu vội vã kéo dây cương ngựa, "Tiểu vương gia, trời đã tối, ngài định đi đâu?" "Chỉ là đi một chỗ nào đó, vậy cho phép An Tư cùng một số người đi theo." Bùi Tuân vẫy tay, "Không cần." Đồng Tu muốn nói thêm, nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của Bùi Tuân, liền nuốt lời lại. Trước khi trở về Nhạn Quan, cỏ mọc tùm, cây cối cao lớn che kín trời. Quân trại ngày xưa giờ đây không còn chút dấu vết, chỉ thấy khắp nơi đều là cỏ dại cao đến tận eo. Hạ huyền nguyệt treo trên bầu trời đêm như móc câu bằng bạc, vô số vì sao vây quanh và gió đêm cũng mang theo hơi thở của mùa hè. Bùi Tuân xuống ngựa và đi từ từ, tìm kiếm những ký ức mảnh vụn trong đầu. Cuộc chiến Hoa Hoàn 20 năm trước, mỗi khi phụ vương nhắc đến đều chỉ là qua loa, nhưng vẻ mặt của ngài luôn có chút phiền muộn khó nói, thậm chí còn có dấu hiệu của nỗi buồn man mác. Những năm gần đây, phụ vương thường xuyên đưa hắn đến phủ Hà Tây, đặc biệt là đến trước cổng Nhạn Quan. Ông hay đi rất thầm lặng, đôi khi dừng chân lâu ngày tại một nơi nào đó, hoặc là vuốt nhẹ vào thân cây rồi thở dài. Chỉ có trong những khoảnh khắc đó, Bùi Tuân mới cảm nhận được sự mềm mỏng khó tả trong ánh mắt của phụ vương, hoặc có lẽ đó không chỉ là sự mềm mỏng mà còn là tình yêu thương. Tại khu quân doanh cũ hướng về phía Tây, con đường núi quanh co, bên lề đường có một cây đại thụ. Phụ vương từng ngồi đó suốt nửa đêm, Bùi Tuân nhẹ nhàng vuốt ve bản đá lớn dưới gốc cây và ngồi xuống. Gió đêm rì rào qua các tán cây thông, mang theo dòng điệu của một âm thanh tiêu như có như không. Bùi Tuân bất ngờ đứng dậy, chú ý lắng nghe và theo dấu âm tiêu mà đi về phía Tây. Âm thanh của tiêu vang vọng, giống như đại dương sau cơn bão, trong giai điệu có chứa một chút bi thương nhưng cũng có sự bình yên sau những gian khổ. Ở phía trước là một sườn núi nhỏ, dưới gốc một cây lớn, có một bóng dáng đứng đó. Ánh sáng của sao và mặt trăng mờ nhạt chiếu xuống người hắn, tạo nên một sự lạnh lùng trong tà áo trắng của hắn. Bùi Tuân có chút do dự không dám tiến lên, sợ rằng hình ảnh này chỉ là một bóng ma hão huyền bị bóng tối bao phủ. Sợ rằng mình một phát ra tiếng động, liền cùng âm thanh của cây tiêu này sẽ biến mất khỏi tầm mắt. Chờ tiếng sáo đình dừng, Bùi Tuân nhẹ nhàng rút sáo trúc từ bên hông. Khúc nhạc này hắn có vẻ đã từng nghe, nhưng không quá quen thuộc, chỉ có thể dựa vào giai điệu để thổi những nút nhạc ngắn gọn, tuy có vài chỗ không tránh khỏi sự dừng lại. Người áo trắng im lặng nghe lắng, mỗi khi Bùi Tuân có chỗ ngập ngừng, hắn liền nâng tiếng sáo, chỉ dẫn Bùi Tuân tiếp tục thổi. Bùi Tuân càng thổi càng trôi chảy, tựa như dòng nước phóng xuống từ đỉnh núi cao, không quan tâm đến tảng đá hay khe suối trên đường. Vẫn tiếp tục chảy vui vẻ, tạo nên những con sóng trắng, cuối cùng đổ vào hồ nước, quay trở về yên bình. Người áo trắng chậm rãi quay người lại, ánh sáng như sao băng trong đôi mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Bùi Tuân sợ hắn lại bước đi, nhanh chóng cúi đầu chào, hôm qua tại hạ có phần vụng về, làm mất hứng thú câu cá của huynh đài, xin bồi tội cho huynh đài, mong huynh đài đừng trách. Người áo trắng thanh âm đạm bạc nhưng ưu nhã, ngươi là ai? Bùi Tuân chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn ngẩng đầu mỉm cười, tại hạ họ Bùi, biểu tự là Thế Thành. Trên khuôn mặt người áo trắng không hề có biểu cảm, nhưng trong mắt có dấu hiệu của một thứ gì đó lướt qua. Một lúc sau, y cuối cùng cũng mở miệng, ngươi làm sao biết bài nhạc này? Bùi Tuân cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi nói, khi còn nhỏ, từng nghe phụ thân thổi, có chút ấn tượng. Nhưng không thể nhớ hết. Góc miệng người áo trắng từ từ nhếch lên, nụ cười tuyệt đẹp nở rộ trong đêm tối. Bùi Tuân không thể không nín thở, còn có chút hoài nghi rằng người đang đứng trước mặt mình có lẽ là ngôi sao hay ánh trăng trên trời, chứ không phải là người trong thế gian này. Người áo trắng đột nhiên gài sáo trúc vào bên hông, leo lên cây to trước mặt. Chỉ một lát sau, hắn ta ngồi trên cây, cúi đầu nhìn Bùi Tuân và cười, lên đây nào. Bùi Tuân trong lòng mừng rỡ, nhẹ nhàng đặt chân lên thân cây và ngồi xuống bên cạnh người áo trắng. Đêm núi rừng yên bình như vậy, sương mù nhẹ nhàng lướt qua như sóng nước. Từ nhỏ, Bùi Tuân được cha là Bùi Diễm và Đồng Mẫn huấn luyện nghiêm ngặt, mỗi ngày đều tận tâm học văn và luyện võ. Bên cạnh còn có Trường Phong luôn bảo vệ, chưa từng có dịp ra ngoài một mình như thế này, ngồi cùng một người lạ trên cây và thưởng thức yên bình của đêm. Hắn rất muốn biết người đang ngồi bên cạnh mình tên là gì, đến từ đâu, nhưng lại không dám mở miệng, không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình này.
Các bạn đang nghe chuyện Lưu Thủy Điều Điều của tác giả Tiêu Lâu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 557, Cố nhân mãi xa, 19. Người áo trắng đột nhiên như có phép màu, đưa tay ra sau lưng và lấy ra một bình rượu. Y nhìn Bùi Tuân và cười nói, có uống rượu không? Bùi Tuân mỉm cười, nhận lấy bình rượu và mở nắp. Rượu như mũi tên bạc, thẳng thốt chảy vào cổ họng. Hắn uống từng ngụm lớn, vừa định nói điều gì đó thì mùi rượu nồng nặc làm hắn ho gấp, cảm giác trong cổ họng và dạ dày như bị dao cắt. Người áo trắng cười ha ha, thong thả cầm bình rượu, nhấm nháp một ngụm, rồi nhìn Bùi Tuân hơi chật vật và nói, ngươi chưa đầy 18 tuổi. Bùi Tuân không hiểu làm sao người áo trắng biết rằng mình chỉ còn thiếu một tháng nữa mới đầy 18 tuổi. Nụ cười trên môi người áo trắng càng thêm sâu, rượu này tên là Thập Bát Xuân, chỉ có nam tử đã đầy 18 tuổi mới có thể uống, đêm nay ngươi không có phần thưởng đâu. Bùi Tuân không tin, liền vươn tay đoạt bình rượu. Người áo trắng tránh né một vài lần, thấy võ công kém hơn, liền để Bùi Tuân đoạt lấy bình rượu. Lần này Bùi Tuân đã trở nên thận trọng hơn, chỉ nhấm nháp từng chút một. Tuy nhiên, người áo trắng lại như có phép màu, từ phía sau lấy ra một thứ. Hắn mở chiếc lá bọc ra, một mùi hương dễ chịu tỏa ra, đó chính là một con gà hóa kê. Bùi Tuân xé một miếng, nhét vào miệng, không khỏi khen ngợi, thực sự tay nghề xuất sắc, còn ngon hơn cả những gì ta từng thưởng thức ở nhà của Vương Bá Phụ. Hắn nghĩ đến việc Phụ Vương rất thích ăn món hóa kê, lại nhớ đến bộ câu cá ngày hôm qua, vậy mà bỏ bầu rượu xuống. Nhìn thẳng vào người áo trắng, nói với tâm thành, huynh đài, không biết bộ câu cá kia có thể tặng cho tại hạ được không? Người áo trắng tựa vào thân cây, cười mỉm, hôm qua ngươi sẵn lòng trả giá cao để mua, sao hôm nay lại đòi ta tặng? Đồ vật tinh xảo đến mức đoạt được thiên công như vậy hẳn không phải đồ vật bình thường có thể mua được. Hôm qua tại hạ đã xem nhẹ nó. Ta nghĩ huynh đài chỉ muốn tặng món đồ này cho người có tâm ý tốt đẹp, tại hạ không tài, mong được kết giao với huynh đài. Người áo trắng nhìn sắc mặt chân thành của Bùi Tuân, nụ cười như ánh nắng dần dần lan tỏa từ đôi mắt. Sau một hồi lâu, hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu, nói, ta họ Tiêu, tên là Diêu. Bùi Tuân rất vui, chắp tay nói, Tiêu huynh. Người áo trắng nhẹ nhàng cúi người đáp lễ, thế thành. Bùi Tuân tâm hồn phơi phới, liền uống vài ngụm rượu, lại đọc tên, Tiêu Diêu. Rồi nhớ lại dáng vẻ hắn ngày hôm qua câu cá và nuôi mèo bên bờ Hà Tây, thở dài, huynh đài quả nhiên xứng đáng với hai chữ này. Tiêu Diêu tựa vào thân cây, liếc nhìn Bùi Tuân một cái, phụ thân ngươi, hay thổi khúc nhạc này à? Thổi sáo cũng chỉ vài lần, khi phụ thân còn ở kinh thành, chỉ khi đến Hà Tây mới thổi ngẫu hứng. Ta theo phục vụ bên cạnh, nghe qua đôi ba lần thôi. Tiêu Diêu mỉm cười, trí nhớ của ngươi đúng là tốt. Bản nhạc này, A Mẫu dạy trong hai ngày. Bùi Tuân nghe hắn gọi A Mẫu, liền hỏi, Tiêu huynh có phải là người của Hoa Triều không? Tiêu Diêu ngước nhìn bầu trời đêm sâu thẳm, sau một hồi lâu mới trả lời, A Ba ta là người Nguyệt Lạc, A Mẫu là người Hoa Triều. Khó trách, Bùi Tuân không kìm được cảm xúc, thở dài. Nam tử Nguyệt Lạc có dung mạo xuất chúng, nổi tiếng khắp thiên hạ. Những năm gần đây, phiên vương Mộc Phong của Nguyệt Lạc đã cử sứ giả đến kinh thành nhiều lần, hắn cũng đã gặp một vài lần. Tuy nhiên, những sứ giả đó dù có tuấn mỹ đến đâu, cũng không sánh kịp người đang đứng trước mặt. Tiêu Diêu nghiêng đầu, nhìn anh, người Nguyệt Lạc, liệu có phải đều rất đẹp không? Ha, ta dù là người Nguyệt Lạc, nhưng chưa từng đặt chân tới Nguyệt Lạc. Lúc này Bùi Tuân mới biết y lớn lên ở Hoa Triều, liền gật đầu, đúng, Nguyệt Lạc có phong cảnh hữu tình, nam tử tuấn tú, nữ tử xinh đẹp, nổi tiếng khắp thiên hạ. À, chính vì thế mà gặp nhiều sóng gió, khổ đau cho dân chúng. Hắn ngừng lời lại, Tiêu Diêu lại mỉm cười, điều đó là chuyện xưa rồi, sau này, bộ tộc Nguyệt Lạc sẽ không còn bị bắt nạt nữa. Có lý, hiện nay, Nguyệt Lạc dưới sự cai quản của phiên vương Mộc Phong đang ngày càng trở nên mạnh mẽ. Dù triều đình có ý định thu hồi quyền quản lý, cũng không phải là việc dễ dàng, không chỉ không dễ. Tiêu Diêu cười lạnh, theo quan điểm của ta, Bùi Diễm bây giờ chẳng dám chạm vào tóc Nguyệt Lạc. Bùi Tuân cảm thấy tim mình đập mạnh, giả vờ như đang tán gẫu, hỏi một cách thản nhiên, Trung Hiếu Vương hiện nay uy danh vang dội, tại sao lại không dám thu phục một vùng đất nhỏ như Nguyệt Lạc? Tiêu Diêu giơ ba ngón tay, có ba lý do. Ba lý do, tim Bùi Tuân đập mạnh. Trong thư phòng của Toái Viên,
Vị phụ vương có bộ mặt nghiêm túc, đẩy cửa sổ nhìn về phía nam, thản nhiên nói, ba lý do. Chương 558, Cố nhân mãi xa, 20. Hắn từ từ hỏi, ba lý do nào? Mong Tiêu huynh chỉ giáo. Tiêu Diêu cười mỉm, nói một cách bình tĩnh, thứ nhất, những năm qua Nguyệt Lạc không ngừng phát triển, lực lượng quân đội ngày càng mạnh mẽ. Hơn nữa, địa hình của Nguyệt Lạc rất phức tạp, nếu Bùi Diễm muốn dùng quân thu phục, thậm chí còn khó khăn hơn việc đánh bại Hoàn Quốc năm xưa. Thứ hai, Hoàn Quốc có uy đế, được Đăng Thụy phụ trợ, quốc lực không hề yếu kém so với triều đình. Trước khi Bùi Diễm có thể hoàn toàn ổn định ở phương Nam, hắn không dám đụng vào Hoàn Quốc trong một trận chiến sinh tử. Nếu hắn muốn thu phục Nguyệt Lạc, chắc chắn Hoàn Quốc sẽ tìm cách lợi dụng. Nếu để Hoàn Quốc và Nguyệt Lạc liên minh, thì Bùi Diễm chắc chắn thất bại. Bùi Tuân thở chậm, giả vờ hỏi một cách vô tâm, vậy nguyên nhân thứ ba là gì? Tiêu Diêu uống vài ngụm rượu một cách thong thả, thấy Bùi Tuân vẫn nhìn mình bằng ánh mắt sáng lạn, liền mỉm cười và chỉ về phía nam. Bùi Tuân cúi đầu xé thịt gà để che đi sự ngạc nhiên trong mắt, khi ngẩng đầu lên lại mỉm cười, không nên nói thêm về những vấn đề thời sự này nữa, đừng phí hoài rượu ngon như thế này. Tiêu Diêu cười to, đúng vậy, nói những điều đó thật là làm mất hứng, bọn ta hãy tiếp tục uống rượu. Bóng đêm, trăng sao, rượu quý và món gà hóa kê. Một người kể về sự phồn thịnh và giàu có của kinh đô, những cuộc vui phóng khoáng. Một người nói về những điều mình đã chứng kiến và nghe được từ phía nam đi lên phía bắc. Chẳng mấy chốc, hai người tựa hồ trở thành bạn bè lâu năm chưa từng gặp lại. Bùi Tuân tựa vào cành cây bên cạnh, mỉm cười nói, Tiêu huynh. Tiêu Diêu đột nhiên giơ ngón tay lên ra hiệu một tiếng, Bùi Tuân nhanh chóng ngừng lời. Tiêu Diêu ngồi một lúc, thở dài rồi tỏ vẻ phiền não. Một lúc sau, tiếng mèo dần trở nên rõ ràng, vài con mèo hoang leo lên cây đại thụ, đang vây quanh hai người, trong đó có một con thậm chí nhảy vào lòng Tiêu Diêu, đung đưa bước đi. Tiêu Diêu ôm chặt con mèo đen, lắc đầu, hôm nay thực sự không có cá để ăn, tại sao các ngươi lại cứ đeo bám ta như vậy? Bùi Tuân nghe xong, đắn đo một lúc rồi mới hỏi, những con mèo này, huynh đài nuôi à? Không, Tiêu Diêu nói một cách lơ đãng, ta chỉ cho chúng ăn vài ngày cá thôi, rồi chúng theo ta. Ai, không trách A mẫu ta hay nói ta có duyên với mèo. Thiên phú hợp lại. Các con mèo hoang ở gần nhà ta cuối cùng đều trở thành mèo nhà. Chẳng biết kiếp trước mình có phải là con mèo lười hay không. Bùi Tuân cũng muốn làm theo Tiêu Diêu, ngay lập tức đến ôm một con mèo hoang gần đó. Mèo hoang nhảy lên, phát ra vài tiếng meo meo, dáng vẻ rất tức giận. Bùi Tuân hơi ngại ngùng, Tiêu Diêu cười ha ha, có vẻ như kiếp trước ngươi có mối thù với mèo, nên chúng không muốn gặp ngươi. Bùi Tuân nắm đấm, vuốt vuốt mũi, chỉ cảm thấy mình có vẻ như hơi mê, không nói nên lời. Tiêu Diêu cười xong, vỗ nhẹ vào đầu con mèo hoang trong lòng, đi chơi đi, tự tìm đồ ăn đi, nếu ta đi rồi thì các ngươi làm sao? Bùi Tuân giật mình, hỏi, huynh đài định đi đâu? Tiêu Diêu để mèo hoang xuống, lơ đãng nói, Nguyệt Lạc. À, huynh đài ở Nguyệt Lạc còn có thân nhân à? Tiêu Diêu mỉm cười, ó, lần này trở về, muốn đi bái kiến sư thúc tổ, cũng như sư thúc và sư cô. Bùi Tuân lưỡng lự một chốc, cuối cùng cũng hỏi, Tiêu huynh, huynh có còn trở lại phủ Hà Tây này không? Tiêu Diêu nhẹ nhàng nghiêng đầu, tựa hồ đang tự mình thì thầm, ta còn cần đến Hoàn Quốc Thượng Kinh một chuyến, có lẽ còn phải ghé Nguyệt Lạc nữa. Du ngoạn à? Bùi Tuân trong lời nói có chút ngưỡng mộ, phòng của mẫu phi có rất nhiều bức tranh sơn thủy và sách vở, từ nhỏ hắn đã rất thích đọc những tác phẩm này. Tuy nhiên, hắn cũng biết với thân phận của mình, mong muốn đi khắp thiên hạ như Tiêu Diêu, đặc biệt là đến Hoàn Quốc, đối với hắn thực sự là một ước mơ xa xôi. Cũng có thể coi là du ngoạn, thuận tiện thăm dò người thân, A Di của ta ở Nguyệt Lạc, ta muốn thay A mẫu của mình đi thăm bà ấy. Ta còn có một sư thúc tổ ở Thượng Kinh, ta cần phải đến khuyên nhủ ông ấy một vài điều, xin ông đừng có làm chuyện gì không nên. Bùi Tuân cười nói, sư thúc tổ của huynh thực sự rất nhiều, khắp nơi trong thiên hạ. Tiêu Diêu cũng mỉm cười, đúng thế, ở Thượng Kinh cũng có một sư thúc tổ nữa, sau khi ta trở về từ Hoàn Quốc, có lẽ gần cuối năm rồi, vừa tiện ta sẽ đi bái kiến ông ấy. Bùi Tuân phấn khởi, vội vàng nói, Tiêu huynh nhất định phải đến tìm ta muốn làm hết lòng mình để đón tiếp huynh, cùng huynh thưởng thức những điều thú vị ở Thượng Kinh. Tiêu Diêu mở lòng bàn tay, Bùi Tuân hơi ngần ngừ,
rồi cũng lấy ra từ trong ngực một tấm mặt nạ làm từ da người. Tiêu Diêu nhận lấy, cười nói, vì ngươi đã trả lại đồ đạc, lần tới khi đến kinh thành, ta sẽ tìm ngươi cùng nhau uống rượu. Các bạn đang nghe chuyện Lưu Thủy Điều Điều của tác giả Tiêu Lâu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 559, Cố nhân mãi xa, 21. Bùi Tuân gật đầu liên hồi, tốt, trong phủ của ta có nhiều rượu ngon, chỉ lo Tiêu huynh không ghé thăm. Yên tâm, nhất định sẽ tới. Chén rượu cạn, món ăn cũng dần hết, huyền nguyệt cũng bắt đầu lùi về phía tây. Cuối cùng Bùi Tuân cảm nhận rằng mình sắp say, hắn chưa bao giờ uống loại rượu mạnh mẽ như thế này. Mơ hồ thấy Tiêu Diêu lấy ra cây tiêu bằng trúc và mơ hồ nghe thấy khúc nhạc quen thuộc ấy lại vang lên, âm điệu thật u ám. Hắn nhắm mắt lại, tựa vào thân cây và chìm vào một giấc mơ xa vời. Trong mộng, phụ vương đối với hắn cũng yêu thương như đối với muội muội của mình, mẫu phi và phụ vương cũng không còn giữ thái độ lạnh nhạt và xa cách nữa, nhưng mơ cuối cùng cũng là phải tỉnh lại. Trong bình minh mờ nhạt, Bùi Tuân nhảy xuống từ cây to, xoa bãi thái dương đau rát sau cơn say, nhìn về phía dãy núi xa xăm, không còn thấy bóng dáng mặc trắng ấy nữa. Dưới chân cây, chỉ có một cái ghế nhỏ bằng trúc và cần câu, im lặng nhắc nhở hắn rằng đêm qua không phải chỉ là một giấc mơ. Nhất định sẽ tới. Bùi Tuân nhìn trận tuyết đầu mùa từ cửa sổ, trong lòng đầy oán trách, thầm nói một câu, đồng tu cảm thấy hơi kỳ quặc. Từ khi bước vào mùa đông, vị tiểu vương gia này đã âm thầm sai các tiểu tử của Trường Phong vệ ra theo dõi mọi tuyến đường dẫn vào kinh đô, cũng như các nơi mà người đi lại tại thành Trung Nguyệt. Người mà ông ta muốn tìm là một kẻ mặc áo trắng có vẻ ngoại hình tuấn tú. Mỗi ngày nhận được tin rằng chưa tìm thấy, khuôn mặt Bùi Tuân hiện lên một chút thất vọng, rồi chuyển sang có phần tức giận như thể bị đùa giỡn. An Tư tiến vào, khom lưng nói, tiểu vương gia bảo, ngày mai ngài ấy có việc quan trọng, không thể thoát thân, mong ngài thay ngài ấy tham gia đại lễ tại Hoàng Lăng trong dịp đông chí năm nay. Bùi Tuân rất khó chịu với những nghi lễ như thế này, nhưng cũng không có cách nào khác. Sáng hôm sau, ông ấy chỉnh trang quần áo, dưới sự hộ tống của Trường Phong vệ, tiến về phía Hoàng Lăng. Vì An Đế còn nhỏ tuổi và ở trong thâm cung, hoàng tộc điêu tàn, nên đại lễ tại Hoàng Lăng hàng năm đều do Bùi Diễm chủ trì. Năm nay, Bùi Diễm không tham dự, nên chỉ có thể do tiểu vương gia Bùi Tuân chủ trì. Mặc dù Bùi Tuân còn trẻ, nhưng việc chủ trì đại lễ diễn ra rất trật tự, với khuôn mặt nghiêm túc và phong thái trang trọng. Các quan chức cúi đầu trước Hoàng Lăng, trong lòng đều tán dương Bùi Tuân có phong cách giống như phụ thân của mình. Những người suy nghĩ xa hơn chỉ có thể âm thầm lo lắng cho các tổ tiên của dòng họ Bùi mà thôi. Lễ tế xong, toàn bộ quan lại quay về kinh thành, còn Bùi Tuân thì tiếp tục dạo một vòng trong lăng tẩm hoàng đế trước khi lên ngựa. Vừa rời khỏi cổng chính của lăng tẩm, hắn ta ủ một tiếng và kéo chặt dây cương ngựa. Nhóm Trường Phong vệ cũng đồng loạt kéo dây cương. Bùi Tuân như thể nghe được điều gì, ra lệnh cho mọi người dừng lại tại chỗ, một tiếng hét mạnh mẽ, trong đó lẫn lộn niềm vui, và lao về phía tây của lăng tẩm. Âm thanh của sáo trúc dần dần trở nên rõ ràng, Bùi Tuân càng thêm phấn khích, nhảy xuống ngựa và chạy lên dãy núi. Dưới tùng xanh, Tiêu Diêu vẫn mặc chiếc áo trắng, nhìn về phía lăng tẩm và thổi bản nhạc đầy ưu tư và buồn bã. Thấy vẻ mặt của hắn lộ ra nỗi buồn, Bùi Tuân trong lòng có chút xúc động, thu lại tiếng hét sắp vang lên và đứng yên mấy bước phía sau hắn ta. Bản nhạc kết thúc, Tiêu Diêu từ từ đặt sáo trúc xuống và quỳ xuống mặt đất. Y nằm xuống lâu đài, chỉ đến khi Bùi Tuân không kìm lại được, nhẹ nhàng ho một tiếng, hắn mới đứng dậy. Hắn nhìn lại lăng tẩm một lần nữa, thở dài, quay người lại, nhìn chằm chằm vào Bùi Tuân và mỉm cười, thế thành, từ khi chia tay mọi việc đều ổn chứ. Bùi Tuân nhìn vào hoàng phục trên người mình, thấy rằng Tiêu Diêu hiểu rõ thân phận của mình mà vẫn không gọi mình là tiểu vương gia, trong lòng cảm thấy càng vui mừng hơn, ôm quyền chắp tay, Tiêu huynh. Tiêu Diêu vừa gảy cây tiêu trúc trong tay vài vòng, đôi mắt như đốm lửa phượng nhẹ nhắm lại, cùng với nụ cười mang hơi ấm của nắng, ta đến đây để xin rượu. Rượu ngon đã chuẩn bị từ trước, chỉ chờ Tiêu huynh đến mà thôi. Tiêu Diêu bước lớn tới, nắm tay Bùi Tuân và dắt y xuống núi, miệng vẫn không ngừng, vậy thì tốt, hôm nay ta nhất định phải uống thật say. Nếu Tiêu huynh có ý định như vậy, Bùi Tuân sẽ đương nhiên phục vụ. Nguyệt Lạc Phiên Vương Mộc Phong đã đến kinh thành, cố mệnh thủ phụ Bùi Diễm, bận rộn suốt mấy ngày nay.
hôm nay mới có dịp rảnh rỗi, liền nghĩ đến việc đã vài ngày không gặp con trai Bùi Tuân, nên gọi Đồng Mẫn đến. Đồng Mẫn gọi con trai Đồng Tu đến. Đồng Tu đâu dám nói dối trước mặt Vương gia, chỉ có thể trình bày rằng Bùi Tuân đã dẫn theo một người bằng hữu, trong vài ngày qua đã hòa mình vào không khí vui vẻ của kinh thành với nhạc và rượu. Đồng Tu kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Chương 560, Cố nhân mãi xa, 22. Bùi Diễm có vẻ không vui, hỏi, có biết người kia là ai, từ đâu đến không? Bẩm Vương gia, bọn con không rõ, chỉ biết rằng người này họ Tiêu, tiểu Vương gia gọi là Tiêu Huynh. Họ uống rượu trong phòng và không cho phép bọn con vào. Khi ra ngoài, người họ Tiêu này đội mặt nạ ra người, không thể nhìn rõ khuôn mặt thật của hắn ta, hiện tại đang ở đâu. Đồng Tu có chút do dự, nhưng sau một cái liếc mắt từ Đồng Mẫn, hắn ta chỉ có thể trả lời một cách thành thật, tiểu Vương gia đang dẫn hắn ta đến Lãm Nguyệt lâu chơi. Bùi Diễm cau mày, Đồng Mẫn và Đồng Tu cùng cúi đầu, lòng bàng hoàng. Bùi Diễm lạnh giọng nói, khi nó về, bảo nó đưa người đó đến Tây Viên gặp ta. Tây Viên vẫn giữ vẻ vốn có từ 20 năm trước, Bùi Diễm ngồi dưới đèn trong phòng, phía Tây, đang xem xét các bản tấu kiện. Ông nhớ đến những lời đanh thép nhưng khó ngờ từ Mộc Phong trong suốt cả ngày, cảm thấy đau đầu, thở dài. Trên bàn có một khối ngọc trấn, đây là vật mà Thôi Lượng từng sử dụng khi vẽ bản đồ thiên hạ Kham Dư. Bùi Diễm từ từ cầm lên ngọc trấn, vuốt nhẹ, ánh mắt nhìn ra cửa sổ vào bóng đêm mịt mờ. Tử Minh, Nguyệt Lạc ngày nay đã không còn yếu đuối như xưa. Mộc Phong tự do đi lại giữa Hoa Hoàn và các quốc gia khác, ngay cả khi không có những vật phẩm trong tay ngươi, ta cũng không thể đụng đến Nguyệt Lạc nữa. Ngươi chắc chắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, tại sao lại không chịu đến gặp ta một lần. Những chiếu thư, bản đồ thiên hạ Kham Dư hay bất cứ điều gì, bây giờ ta đều không cầu. Điều ta mong muốn, chỉ là muốn cùng ngươi say một trận lớn mà thôi. Tiếng gió lạnh của đêm đông làm kêu cạch cạch ở cửa sổ, Bùi Tuân đứng lên, đi tới trước cửa sổ, thấy cửa viện đã mở, Bùi Tuân dường như đang do dự bước vào, liền trở lại bàn và ngồi xuống. Bùi Tuân nhẹ nhàng bước vào phòng, thấy phụ vương đang cúi đầu xem xét các tấu chương, chỉ đành đứng chờ với tay gắn vào người, thậm chí không dám thở mạnh. Bùi Diễm hoàn thành việc xem xét tất cả các tấu chương rồi mới tĩnh tâm nói, con càng lớn càng có triển vọng. Con không dám. Bùi Tuân bình tâm trả lời, con mới kết thân với một người bằng hữu, có thể coi là kỳ tài của thời đại. Con muốn chiêu đãi hắn ta, vì vậy đã bỏ chút công sức để làm quen. Kỳ tài của thời đại. Bùi Diễm mỉm cười, con trẻ như con, biết ai mới xứng đáng với bốn từ này. Chỉ có cựu chủ của Tây Viên, hắn ta mới thực sự là kỳ tài của thời đại. Dù đã nghe nói về Thôi quân sư, Bùi Tuân vẫn có phần không phục, bảo, phụ vương, nếu ngài gặp Tiêu Huynh, ngài sẽ biết lời con nói không hề giả dối. Ồ, Bùi Diễm từ từ uống một ngụm trà, bình tĩnh nói, nếu đã là như vậy, để ta xem khả năng đánh giá người của con như thế nào. Mời Tiêu Huynh này vào. Bùi Tuân mừng rỡ trong lòng, đáp lời rồi quay người chạy đi. Bùi Tuân lắc đầu nhẹ, tiếp tục cúi đầu uống trà. Chỉ qua một lát, tiếng bước chân vang lên, Bùi Tuân vui vẻ bước vào, trong lời nói cũng có chút tự hào, phụ vương, người này chính là bằng hữu mới mà con đã kết. Bùi Diễm từ từ ngẩng đầu lên, chỉ thấy dưới ánh đèn, một người mặc áo trắng bước lên một cách nhẹ nhàng, đi vào phòng. Ông đang có chút hoảng loạn, cảm thấy hình dáng mặc áo trắng này có vẻ quen mắt. Người kia đã nhẹ nhàng bỏ mặt nạ ra người xuống, hướng về phía mình mỉm cười và cúi người chào. Cháu Tiêu Diêu kính chào Bùi Thúc. Phần ngoại truyện, hoa lệ. Bái quan giã sử chỉ chung các tác phẩm văn học ghi chép tin tức và sự kiện nhỏ lẻ. Bái quan là quan nhỏ trong thời cổ đại, chuyên trình bày cho hoàng đế những câu chuyện và thông tin phổ biến trên đường phố, tập tục xã hội. Sau này gọi đó là tiểu thuyết. Giã sử không phải là sử sách do nhà quản, lý biên soạn. Kỳ Cửu Châu, ngàn năm phong lưu, vô số sự kiện lịch sử đã bị chôn vùi trong bụi bặm của thời gian. Sách sử nghiêm túc và bình tĩnh đôi khi rất khó để tái hiện sự thật của các sự kiện lịch sử. Giống như những năm tháng cuối cùng của triều đại Hoa, đầy biến động mà ai cũng không biết chắc chắn đã xảy ra điều gì. Rồi sau đó, Hoa diệt, Tề mọc, quốc hoàn suy yếu, cũng đầy biến động và không ngừng thay đổi. Sau khi triều Hoa sụp đổ, thái tổ của nước Tề đã ra lệnh cho Thôi Dật, trưởng môn của Thiên Huyền Các, cộng tác cùng các học giả sử học để biên soạn sử Hoa. Tuy nhiên,
Thôi Dật cảm thấy rằng bút lực của sử sách có những hạn chế, do đó đã tự mình thu thập và chỉnh sửa các văn bản, ghi chép, truyện kỳ và thậm chí cả tục ngữ dân gian liên quan đến hai triều đại cuối của Hoa và đầu của Tề, để tạo nên tác phẩm Hoa Bái và Tề Bái. Thôi Dật sau đó đã lên đường đến nước Hoàn ở phía Bắc, nơi ông gặp được một số nhà văn sống sót qua cuộc loạn Nam Tử ở Hoàn. Họ có chung chí hướng và đã cùng nhau sáng tác Hoàn Bái, qua đó cho phép bọn ta có cơ hội lén nhìn vào những thời kỳ gây xúc động lòng người thông qua những tài liệu sử không chính thống này. Bái ở đây không phải là sử chính thống, có thể chứa đựng những lời nói vô căn cứ hay thậm chí là những điều kỳ quái, kỳ dị. Quý vị độc giả có thể chỉ cần cười một tiếng khi đọc. Các bạn vừa nghe xong tập 56 của bộ truyện Lưu Thủy Điều Điều của tác giả Tiêu Lâu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.